Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Trang Pháp thường xuyên đi du lịch, gặp gỡ bạn bè thân thiết và tập trung sáng tác nhạc. Trang Pháp sinh năm 1989, tên thật là Nguyễn Thủy Trang và quê gốc ở Hà Nội. Năm 17 tuổi, Trang Pháp gây chú ý khi đảm nhận vai Thảo Huyền xấu tính, luôn bày trò hãm hại bạn bè trong bộ phim Ăn khách Nhật ký Vàng Anh. Sau khi phim ngừng chiếu vì lý do riêng, Trang Pháp tập trung thời gian cho học tập. Hơn 5 năm trở lại đây, cô tái xuất và hoạt động trong nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ. Có thời điểm, những ca khúc nhạc phim của Trang Pháp được rất nhiều khán giả yêu thích. Trang Pháp từng có thời gian yêu mặn nồng Dương Khắc Linh. Ngoài công việc, Trang Pháp từng có thời gian dài hẹn hò với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh. Tuy nhiên đến năm 2017, cả hai đã âm thầm chia tay và không chia sẻ nguyên nhân với công chúng. Chỉ một thời gian ngắn đường ai nấy đi, Dương Khắc Linh công khai hẹn hò với giọng ca trẻ Xạ Dạ Lưu. Đến đầu tháng 6 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới linh đình tại thành phố Hồ Chí Minh dù chưa đầy một năm hẹn hò. Về phía Trang Pháp, từ khi chia tay Dương Khắc Linh, cô thường xuyên đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Thời gian rảnh rỗi, nữ nghệ sĩ gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và luôn chia sẻ những hình ảnh tươi tắn lên trang cá nhân. Để chuyện đời tư không trở thành đề tài bàn tán, Trang Pháp hạn chế đề cập đến Dương Khắc Linh trong các trò chuyện với giới truyền thông. Bước sang độ tuổi 30, Trang Pháp đang duy trì hình ảnh đầy gợi cảm, hiện đại. Ngoài tham gia biểu diễn ở các chương trình phù hợp, cô vẫn tập trung để duy trì đam mê sáng tác nhạc. Sau khi chia tay Dương Khắc Linh, Trang Pháp dành nhiều thời gian để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cô cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với loạt hình đầy trẻ trung, gợi cảm. Ngoài duy trì công việc ca hát, Trang Pháp vẫn đang sáng tác nhạc và tham gia một số sự kiện phù hợp. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.